Xin chào anh em, Khá đang đứng bên cạnh là hai chiếc xe Ford Raptor được bên Pro Tour nâng cấp hệ thống dàn âm thanh cũng tương đối là xịn sò nha anh em. Thì bên tay phải Khá là dàn âm thanh này trên dưới tầm khoảng 50 triệu đến từ thương hiệu của Đức. Bên tay trái Khá là dàn âm thanh này khoảng trên dưới 100 triệu đến từ thương hiệu của Pháp và Ý. Thì bây giờ Khá sẽ giới thiệu đến các anh em cái cấu hình cụ thể của từng xe luôn nha. Ở cái xe gấp to màu đen này á, thì anh chủ xe chỉ muốn là lên cái cặp loa phía trước thôi. Thì anh chọn cái thương hiệu là loa là Series 3, cặp loa Highway Series 3 đến từ thương hiệu Miro Precision của Đức. Thì nó là made in Germany luôn nha anh em. Cái điều đặc biệt ở cái loa này á, là tất cả được sản xuất chế tác thủ công bằng tay tại Đức. Đây là cái âm ly RC90C2 của đến từ thương hiệu Garden của Đức. Thì cái này nó có hai kênh, nó sẽ đánh cho cái cặp loa hai quay ở phía trước. Đây là cái súp hơi Garden 10 inch của Đức nha anh em. Để đánh cho cái súp hơi này á, thì bên Khá chọn cho anh cái âm ly 80.1 này, là nó có một kênh và công suất nó 800W để nó đánh cho cái súp hơi 10 inch này. Ngoài ra thì anh chủ xe còn nâng cấp thêm cái gói cách âm chống ồn cho xe thương hiệu là Silent Row của Nga, made in Russia luôn nha anh em. Này được bên Pro Tour nhập khẩu trực tiếp từ Nga luôn. Cái đặc biệt ở vật liệu này là hiệu quả giảm ồn rất cao, không bị ù tai, không bị chảy nhựa, được bên Khá là bảo hành vĩnh viễn luôn. Đây là vật liệu cách âm. Sau khi dán một vật liệu cách âm này, chúng ta sẽ dán thêm một cái lớp vật liệu tiêu âm cũng Silent Row của Nga luôn, made in Russia. Khá sẽ giới thiệu chi tiết cái dàn âm thanh trên dưới 100 triệu ở xe màu đỏ này nha anh em. Thì xe này á, thì anh chủ xe làm hai cặp loa trước và sau luôn. Anh chọn thương hiệu là S165, thương hiệu là Blem của Pháp. Đây các anh em nhìn xem trên loa nè, made in France luôn. Trên hộp của nó cũng là made in France luôn. Đây là một thương hiệu khá xịn sò tại Pháp. Đây là loa phía sau nè anh em. Đây là cái bộ phân tầng. Đây là cặp loa phía trước. Đây cũng là bộ phân tầng. Thì cặp loa phía trước bên Khá chưa dán cái dòng loa cho nên các anh em có thể thấy nó đó là made in France luôn. Ở phần súp thì anh chọn cái súp điện Blem của Pháp luôn, đặt ở gầm ghế. Đây. Súp điện Blem của Pháp được đặt ở gầm ghế bên phụ. Còn đây là cái âm ly Mocconi 880.4 đến từ Ý. Nó có 4 kênh anh em, nó sẽ đánh cho hai cặp loa, một cặp loa phía trước và một cặp loa phía sau. Và nó cổng chuyển tín hiệu đánh cho cái súp này luôn. Âm ly Mocconi á được để ở vị trí là gầm ghế ở bên tài. Đây. Thì xe này á, thì anh chủ xe cũng chọn là cách âm chống ồn toàn diện đến từ thương hiệu Silent Row của Nga luôn nha anh em. Tiêu âm cách âm. Vừa qua thì Khá đã giới thiệu đến các anh em là hai cấu hình âm thanh cho xe hai gấp to này. Thêm một điều đặc biệt nữa tại Pro Tour đó là những cái cấu hình âm thanh này á được thực hiện lắp đặt và canh chỉnh trực tiếp bởi chuyên gia nước ngoài Urena và các anh em kỹ thuật viên có tay nghề cao tại Pro Tour. Các anh em có câu hỏi gì về nâng cấp lại âm thanh cho xe thì có thể để lại bình luận bên dưới hoặc là gọi hotline của Pro Tour để bên Khá có thể là tư vấn từng cái cấu hình phù hợp nhất, nó vừa túi tiền nhất cho anh em.